Bánh cuốn trên cao nguyên Đồng Văn, chủ đề, đời sống, thực hiện audio, Phúc Thành. Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại nhớ đến cái mùi vị không thể lẫn vào đâu của món bánh cuốn nóng trên cao nguyên Đồng Văn mà tôi được dịp thưởng thức trong một lần đi phượt. Còn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi bị thằng bạn ép phải ăn món mà khi ở nhà, chỉ nhắc đến thôi là tôi đã ghét cay ghét đắng. Ấy thế mà, sau khi thưởng thức xong, tôi chuyển từ ghét sang mê lúc nào không hay. Bên nồi nước lèo nghi ngút khói, chị chủ thoăn thoắt tráng những chiếc bánh một cách khéo léo. Phía trên đầu bếp treo một ít thịt hun khói kèm những cây xúc xích no tròn trông cũng hay hay. Bát nước súp nóng ăn kèm bánh cuốn phủ nhẹ một lớp trứng gà màu vàng ươm thật thơm. Một tí tiêu và hành bốc mùi thoang thoảng cay cay đã hoàn toàn chinh phục vị giác khó tính của tôi. Chị chủ quán cho biết, chén nước dùng tưởng chừng như đơn giản mà tôi đang ăn chính là những gì tinh túy nhất từ xương lợn đen, một loại lợn người dân nuôi trong bản theo cách truyền thống. Tuy chậm lớn nhưng thịt rất ngon. Từ sáng sớm chị đã chọn những khúc xương ngon nhất, đun nước thật sôi rồi sau đó ninh bằng lửa nhỏ cho nhừ. Và còn nhiều thứ nữa mà tôi không kịp nhớ. Tôi nghiệm ra một điều, nếu mình biết trải lòng với xung quanh thì sẽ có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều thú vị ở cuộc đời. Quán ăn có tên Bà Hà, nếu có dịp phượt đến đây, các bạn nhớ ghé thưởng thức món ăn tuyệt hảo này nhé.